Chào bạn nhé, thì cái mạch mà bạn nhờ mình thiết kế thì mình vừa mới vẽ xong. Chúng ta sẽ thiết kế một cái mạch điều khiển ba con xi lanh thủy lực, xi lanh 1, xi lanh 2 và xi lanh 3. Trên hành trình chuyển động của ti xi lanh, chúng ta sẽ gắn hai cảm biến để giới hạn hành trình. Trên xi lanh 1 chúng ta gắn cảm biến S1 và S2, xi lanh 2 gắn cảm biến S3 và S4, xi lanh 3 gắn cảm biến S5 và S6. Ba xi lanh của chúng ta sẽ sử dụng van 53 hai đầu cuộn điện để điều khiển cảm biến. Của chúng ta sẽ sử dụng là cảm biến tiệm cận, sử dụng nguồn 24V DC. Chúng ta sẽ sử dụng các con cảm biến để cấp nguồn cho cuộn hút dơ le trung gian. Thì bạn mua cho mình 6 con dơ le trung gian, từ R8 đến R13 là 6 con dơ le trung gian cuộn hút 24V DC. Đây là mạch điều khiển của chúng ta. Thì cái hệ thống bơm dầu của thủy lực của bạn sẽ gồm một con động cơ bơm dầu. Các ở cụm van thủy lực thì sẽ có một van xả tải và ba van phân phối, đó là van 53. Đó, đây là các chiết áp để chỉnh áp suất dầu cấp vào cho ti xi lanh. Thì trong thực tế thì bạn sẽ chỉnh cái con chiết áp này để căn chỉnh cái tốc độ ra vào của ti xi lanh. Mạch điều khiển của chúng ta sẽ gồm một bộ khởi động từ đơn. Đây là một automat để cấp nguồn cho máy này. Tiếp điểm động lực của công tắc tơ K kết hợp với dơ le nhiệt RN để cấp điện cũng như bảo vệ cho con động cơ bơm dầu. Mạch điều khiển của chúng ta sẽ lấy nguồn từ một pha sau automat đi qua cầu chì. Ở đây chúng ta sẽ có một công tắc để bật tắt bơm dầu. Thì bơm dầu của chúng ta sẽ bật tắt bằng công tắc. Khi mà bật công tắc thì cuộn hút công tắc tơ K sẽ được cấp điện. Thì tiếp điểm động lực của nó đóng lại, cấp điện cho bơm dầu chạy. Khi mà bơm dầu chạy thì van xả tải chưa được cấp điện và cuộn hút, thì dầu của chúng ta sẽ được tuần hoàn, nó sẽ được bơm lên và được xả về bình dầu. Bơm dầu sẽ chạy tuần hoàn như thế. Ở đây mình có lấy cái tiếp điểm thường mở điện cho cái phần mạch điều khiển phía sau, nghĩa là bắt buộc khi mà chúng ta phải chạy máy, chúng ta phải bật bơm dầu lên thì chúng ta mới điều khiển được cái phần phía sau. Tiếp điểm thường mở của công tắc tơ K đóng lại thì chúng ta mới có thể điều khiển cái phần để cấp điện cho các cuộn coil của van phân phối. Thì ở cái mạch điều khiển này thì bạn sẽ mua cho mình 7 con dơ le trung gian loại 14 chân từ R1 này đến R7 này. 7 con dơ le này sẽ là loại 220V, 14 chân cuộn hút 220V. Bạn mua cho mình 2 con dơ le thời gian TN1 và TN2 là loại dơ le thời gian 220V, thì sẽ cài thời gian trễ trên 2 con dơ le thời gian TN1 và TN2 này. Thì ở các tiếp điểm của dơ le mình đã ghi sẵn số chân như này, thì bạn về sẽ đấu theo cái số chân mình ghi trên sơ đồ là mạch của chúng ta sẽ hoạt động. Đây, ví dụ như con R9 này, đây là tiếp điểm thường mở của R9, nghĩa là chân số 10 và chân số 6. R3 là chân 5 và chân 9. Đó, thì mình đã ghi dẫn là chi tiết trên sơ đồ này. Thì bây giờ mình sẽ chạy mô phỏng thử cho bạn xem nhé. Đóng automat để cấp nguồn cho mạch này. Như bạn quan sát, bây giờ ti xi lanh của chúng ta, ba ti xi lanh đang ở vị trí S1, S3 và S5. Thì ba con cảm biến này nó đang tác động. Đây, nó đang tác động. Thì ở đây bạn phải mua thêm cho mình một cái nguồn, chuyển đổi nguồn từ 220 sang 24V DC để cấp nguồn cho cái mạch cảm biến này nhé. Thì về cái mạch cảm biến này thì chúng ta sử dụng nguồn 24V DC cho nó an toàn. Đó,
thì các con cảm biến S1, S3, S5 này đang tác động, nó đã chuyển sang trạng thái màu đỏ và nó sẽ cấp nguồn cho cuộn hút dơ le trung gian R8, 10 và 12. Tương ứng tiếp điểm của R8, R10 và 12 trong mạch điều khiển nó cũng sẽ đảo trạng thái thường đóng thành thường mở và thường mở thành thường đóng. Đó, nó chuyển sang trạng thái màu đỏ này là đang tác động. Và khi mà chúng ta chưa bật bơm dầu thì chúng ta có ấn nút on thì mạch của chúng ta cũng sẽ không hoạt động. Để khởi động máy chúng ta sẽ bật công tắc on off. Khi bật công tắc on off thì công tắc tơ ca có điện, tiếp điểm động lực của nó đóng lại, cấp điện cho bơm dầu chạy. Lúc này dầu của chúng ta sẽ chạy tuần hoàn về bình dầu vì cái van xả tải này chưa được cấp điện. Khi chúng ta ấn nút on thì van xả tải sẽ được cấp điện, đồng thời I1 được cấp điện, ti xi lanh số 1 đi ra, đồng thời dơ le thời gian T1 sẽ đếm thời gian, nó sẽ có khoảng thời gian trễ. Khi mà ti xi lanh số 1 đi ra đến S2 thì nó tự động thu về, I1 mất điện, I2 có điện, ti xi lanh số 1 thu về. Khi mà dơ le thời gian TH1 đếm đủ thời gian, tiếp điểm của nó sẽ đóng lại, chân 86 này đóng lại, ti xi lanh số 2 đi ra, đồng thời ti dơ le thời gian T2 đếm thời gian. Tương tự ti xi lanh số 2 chạm vào S4 thì I3 mất điện, I4 có điện, ti xi lanh tự thu về. Khi mà dơ le thời gian T2 đếm đủ thời gian thì tiếp điểm 86 của TH2 đóng lại, ti xi lanh số 3 đi ra, chạm S6 thì nó cũng tự động thu về, I5 mất điện, I6 được cấp điện, ti xi lanh tự thu về. Đó, thì các xi lanh của chúng ta sẽ cứ chạy đi ra và đi vào, lặp đi lặp lại như thế. Khi mà muốn chúng ta trong quá trình hoạt động muốn dừng máy thì chúng ta sẽ ấn vào nút stop này. Khi ấn nút stop thì các xi lanh sẽ dừng tại vị trí hiện tại, và ấn nút on thì lại tiếp tục hoạt động. Và khi mà bơm dầu của chúng ta gặp sự cố thì dơ le nhiệt sẽ tác động. Khi dơ le nhiệt tác động thì chân 95, 96 sẽ mở ra ngắt điện của công tắc tơ ca, đồng thời tiếp điểm thường mở của công tắc điều khiển máy của chúng ta dừng hoạt động. Lúc này chúng ta phải kiểm tra và khắc phục sự cố trên động cơ bơm dầu và ấn reset trên dơ le nhiệt. Lúc này chúng ta tiếp tục hoạt động được máy. Thì bạn xem nguyên lý hoạt động như vậy đã đúng theo yêu cầu của bạn chưa? Cần chỉnh sửa cái gì nữa thì báo lại cho mình.